MAXHOME, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, MAXHOME đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. MAXHOME luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. MAXHOME là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. MAXHOME, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. MAXHOME đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với MAXHOME dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ MAXHOME qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. MAXHOME, giá trị tạo nên thương hiệu. Xin kính chào quý vị đã trở lại với kênh YouTube của MAXHOME. Tôi là Nhật An và ngày hôm nay thì Nhật An sẽ trở lại với một chủ đề liên quan đến một bộ phận mà An nghĩ là vô cùng quan trọng cho căn nhà của chúng ta, đó chính là cửa chính. Bởi vì đương nhiên một căn nhà khi mà thiết kế xong thì quý vị sẽ thấy là có rất là nhiều lối cửa ha. Cửa chính nè, rồi cửa mặt bên nè, cửa hậu nè, rồi rất nhiều cửa sổ hay là những cửa đi trong nhà khác. Tuy là An nói thật là cửa nào nó cũng có cái vai trò quan trọng như nhau, tuy nhiên rõ ràng cửa chính sẽ là cái nơi mà đầu tiên mà con người chúng ta gọi là bước đến ngôi nhà, chúng ta sẽ thấy ngay cái khu vực cửa chính, và nó sẽ có ảnh hưởng rất là nhiều, không chỉ là công năng, không chỉ là về thẩm mỹ của ngôi nhà mà đặc biệt hơn đó chính là phong thủy nữa. Cho nên là quý vị nếu mà chúng ta quan tâm đến lĩnh vực phong thủy và muốn ngôi nhà của mình có thật nhiều điều may mắn thì phải luôn luôn quan tâm đến cái việc mà chúng ta phải thiết kế cửa chính này như thế nào. Hiểu được điều đó cho nên ngày hôm nay Nhật An sẽ làm video này liên quan đến cửa chính với chủ đề đó chính là 10 lưu ý cực kỳ quan trọng về phong thủy của cửa chính. Và điều đầu tiên trước khi mà chúng ta tìm hiểu về từng điều mà liên quan đến phong thủy cửa chính thì chúng ta phải hiểu được là vai trò của cửa chính trong phong thủy nhà ở là như thế nào. Cửa chính của một căn nhà là nơi mọi người đi ra đi vào, vì vậy bất cứ ngôi nhà nào cũng phải có cửa chính. Cửa chính tượng trưng cho sự tự do và tiếp cận của chúng ta với thế giới bên ngoài. Đây cũng là hàng rào ngăn cách để bảo vệ không gian bên trong ngôi nhà của quý vị. Khi cửa chính mở ra cho phép quý vị bước vào một căn nhà hoặc bước ra thế giới bên ngoài. Cửa chính đóng kín quá cũng không tốt, nhưng nếu mở quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến phong thủy của ngôi nhà. Vì vậy chúng ta cần lưu ý đến phong thủy cửa chính để hạn chế những tai ương mang lại. Và trong phong thủy cho rằng cửa chính là lối vào của tất cả các loại khí trong nhà. Phần bên ngoài cửa sẽ ảnh hưởng đến luồng khí từ ngoài vào trong nhà. Phần bên trong sẽ ảnh hưởng đến không khí trong gia đình. Có một phong thủy cửa chính tốt sẽ giúp ích rất nhiều cho vận thế của gia chủ. Do đó đây là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Cho nên có thể thấy được là cái vai trò của cửa chính là vô cùng lớn. Và thông thường với những cửa chính do MAXHOME tôi thiết kế thì kiến trúc sư họ đều tính toán là sẽ đặt cửa chính ở vị trí như thế nào để cho đẹp nhất, và về chất liệu cửa chính là như thế nào. Thì thông thường nha, những ngôi nhà có MAXHOME thì nếu mà gia chủ miền Bắc đó quý vị theo dõi sẽ biết là chúng tôi sẽ ưa chuộng là gỗ lim Nam Phi. Còn với những gia chủ miền Nam thì sẽ thích là cửa chính gỗ căm xe. Đây đều là hai loại gỗ tốt và hai loại gỗ quý để có thể mang đến cảm giác sang trọng và bề thế hơn cho ngôi nhà của quý vị. Đó là liên quan đến mặt công năng. Còn về phong thủy thì sao? Bây giờ chúng ta sẽ tiến qua mục thứ hai trong video ngày hôm nay. Đó chính là 6 kiêng kỵ liên quan tới cửa chính chúng ta cần phải lưu tâm. Khi thiết kế cửa chính trong thiết kế nhà thì chúng ta cần chú ý 6 điều kiêng kỵ như sau. Điều kiêng kỵ thứ nhất đó chính là sàn ngang áp đỉnh. Đây là điều kiêng kỵ đầu tiên khi thiết kế cửa chính. Nếu vừa bước vào nhà đã bị sàn ngang áp đỉnh thì mọi người trong nhà sẽ bị hạn chế trong việc thể hiện tài năng của mình, luôn sống phụ thuộc vào người khác, không thể thực hiện chí hướng riêng của bản thân. Vì vậy quý vị phải lưu ý điều này. Và liên quan đến cái vấn đề sàn ngang này thì thật sự là có rất là nhiều những video phong thủy cũng như là khi An đi review thực tế anh nói rồi ha. Không chỉ là cửa chính đâu quý vị mà rất nhiều vị trí khác trong nhà, nếu mà chúng ta đặt một cái sàn ngang ở bên trên thì cũng mang đến cảm giác bất an và không lành cho gia chủ. Ví dụ quý vị đặt sàn ngang trên một cái bộ sofa, chúng ta đặt sàn ngang ở trên bàn thờ nha, là tuyệt đối là không nên. Rồi sàn ngang trên giường ngủ nữa thì tất cả đều mang đến cảm giác bất an hết. Do đó là với khu vực cửa chính là cái nơi mà đầu tiên chúng ta bước vào ngôi nhà, chúng ta phải luôn cảm giác thật là bình yên, chúng ta cảm giác thật là thoải mái, thì đặt sàn ngang ở đó là điều đương nhiên là kiêng kỵ đầu tiên. Điều kiêng kỵ thứ hai liên quan đến cửa đó chính là kỵ cửa chính có hình vòng cung. Vì trong phong thủy, cửa hình cung giống như bia mộ, không đem lại may mắn cho người còn sống. Vì vậy quý vị cũng không nên thiết kế cửa chính ở hình dáng này. Thì cái điều này thì An nghĩ là nó chỉ xuất hiện ở trong những căn nhà nó hơi cổ và phong cách châu Âu, hoặc là một cái nhà nào làm nó hơi phá cách quá thôi. Còn đa phần những nhà MAXHOME thiết kế hay là những cái nhà hiện đại ngày nay thì An thấy cũng ít ai mà lựa chọn cái cửa vòng cung đâu quý vị ha. Mà chúng ta đều lựa chọn cửa hình chữ nhật là nhiều nhất. Cùng lắm là hình vuông thôi, chứ An hình vòng cung thì rất là hiếm thấy, cho nên là cái điều kiêng kỵ này thì chắc cũng khó xảy ra. Điều kiêng kỵ thứ ba liên quan cửa chính là cửa chính kỵ cửa nghiêng. Cửa nghiêng tức là cửa có đường chéo hoặc trần nghiêng xuống, do là cửa nghiêng sẽ phá hỏng phong thủy tốt trong nhà, gây ra những sự cố ngoài ý muốn, khiến người trong nhà không kịp đối phó, không tốt cho sự nghiệp và vận mệnh. Cái điều này là đương nhiên rồi. Đương nhiên về ngay từ cái cửa là chúng ta phải luôn chú trọng sự thẳng thốn, cái sự mà nhìn vào thể thấy cái sự chỉnh chu, mà nếu mà cái cửa nghiêng nó sẽ không đảm bảo được những yếu tố này. Điều kiêng kỵ thứ tư đó là theo truyền thống thì 4 hướng chính Đông Tây Nam Bắc được biểu thị cho Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Còn theo phong thủy sẽ là tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ, tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ. Thông thường khi dựng cửa có 4 sự lựa chọn chủ yếu: mở cửa hướng Nam, cửa Chu Tước; cửa mở bên trái, hướng Thanh Long; mở cửa bên phải, cửa Bạch Hổ; và cửa mở hướng Bắc là cửa Huyền Vũ. Điều kiêng kỵ thứ 5 đó chính là hướng bên ngoài cửa chính tuyệt đối không nên xuôi theo thủy lưu, nếu không sẽ bị phá sản liên tục. Bên ngoài cửa kỵ dùng màu xanh dương đậm, đại kỵ luôn nha quý vị, các màu đen, màu đỏ và màu sữa. Thì thông thường những cửa chính do MAXHOME tôi thiết kế thì bên cạnh những cửa gỗ là chúng ta biết là màu gỗ hay màu nâu, hay là màu cánh gián chẳng hạn, thì chúng tôi cũng có thể sử dụng là cửa kính, nhưng mà đa phần là cửa màu ghi, chứ còn gọi là màu xanh dương đậm là gần như cũng không có nhiều cửa mà sử dụng cái màu này đâu ha. Và đại kỵ luôn thì chúng ta cần nên tránh. Màu đen thì sẽ mang đến sự xám xịt, màu đỏ thì cũng rất ít người sử dụng, còn màu sữa thì thay vì sử dụng màu sữa chúng ta có thể sử dụng màu trắng cũng được. Điều kiêng kỵ thứ 6 đó là hướng tọa là phân đoạn quan trọng nhất trong kết cấu phong thủy nhà. Khi ngồi trong nhà mặt hướng về cửa chính, phương vị của cửa chính được gọi là hướng, ngược lại với nó là tọa. Trong phong thủy, hướng tọa của cửa chính cần được xem xét kỹ lưỡng. Thông thường nhà hướng Đông Nam là kết cấu phong thủy thuận lợi nhất, vì vậy quý vị nên ưu tiên các căn hộ có hướng Đông Nam hay cửa càng. Tiếp đó là những căn hộ có hướng chính là hướng Nam, cửa sổ mở ở bức tường hướng Nam, hướng Đông hoặc hướng Tây. Như vậy luồng khí được nạp vào theo lối cửa chính sẽ lưu thông, tuần hoàn và tàng phong tụ khí. Còn theo Đông y thì những ngôi nhà có cửa chính hướng Nam cũng giống như thuốc bổ nhiệt, tính ôn hòa, bổ mà không nóng. Tuy nhiên điều này không phải hoàn toàn đúng với tất cả mọi người, nhưng về cơ bản sẽ là tốt. Cho nên về cái hướng nhà thì chúng ta cũng An đã từng làm cái video riêng về hướng nhà rồi, thì chúng ta đã tham khảo rồi ha. Thì hướng cửa cũng vậy, mỗi cái hướng nó cũng sẽ phù hợp với từng gia chủ khác nhau, cái tuổi mệnh khác nhau, thì chúng ta hợp với những hướng khác nhau. Do đó quý vị cũng lưu ý về cái hướng cửa để chúng ta có sự lựa chọn tốt nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ đến mục thứ ba trong vấn đề phong thủy cửa chính chúng ta ngày hôm nay, đó chính là phong thủy của cửa chính và 12 con giáp. Cửa chính là cửa khẩu nạp khí quan trọng cần phải đặt nơi thịnh vượng của căn nhà. Dựa vào quẻ cửu cung, xem cửa chính nằm ở phương vị nào trong cửu cung, phương vị này sẽ đại diện cho tính hướng ngoại của thành viên trong gia đình. Cửa chính ngoài việc ảnh hưởng đến tính cách các thành viên gia đình cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình nạp khí. Dịch mã thường đại diện cho 3 việc là đi du lịch hoặc là di cư nè, thay đổi công việc nè, hoặc chuyển nhà. Nghe 3 cái việc này chúng ta đều thấy nó liên quan đến cái cửa đúng không nào? Và dịch mã thuộc phương hướng nào quý vị nên dừng cửa hướng đó. Thì về 12 con giáp thì mỗi con giáp nó sẽ phù hợp với một cái dịch mã, cái hướng khác nhau. Ví dụ người tuổi Tý Thìn Thân gặp gần là đại diện cho dịch mã, tức là người tuổi Tý Thìn Thân nếu muốn thay đổi trong công việc, chuyển nhà, đi du lịch hay di cư thì nên mang đồ trang sức hình con cọp hoặc dựng cửa chính ở hướng dần thì sẽ thành công. Tiếp theo là người tuổi Sửu Tỵ Dậu thì gặp Hợi La đại diện cho dịch mã, tức là những người tuổi này thường xuyên đi du lịch nên thiết kế cửa chính hướng Tây Bắc sẽ có cơ hội tốt trong công việc. Tiếp theo người tuổi Dần Ngọ Tuất gặp Thân là đại diện cho dịch mã, nếu cửa chính hướng Tây Nam thường xuyên phải ở bên ngoài, tức là đi công việc đi đó đó quý vị, thì những người này mang bên mình hình con khỉ thì sẽ may mắn hơn. Và tiếp theo người tuổi Mạo Mùi Hợi gặp tỵ là đại diện cho dịch mã. Nếu hướng cửa chính là tỵ, chỉ cần gặp biểu tượng may mắn sẽ có sự thay đổi trong công việc. Cho nên với từng cái tuổi khác nhau thì chúng ta lại hợp với cái hướng cửa khác nữa, cho quý vị cũng lưu ý nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến mục thứ tư cũng khá quan trọng, đó là chú ý bậc cửa chính. Những ngôi nhà thời xưa thường thiết kế cửa có nhiều bậc. Bậc cửa có ảnh hưởng trực tiếp đến căn nhà, không chỉ phòng tránh gió bụi mà còn hạn chế được phiền phức. Nếu như trước cửa là một khoảng đất bằng phẳng, rộng rãi, muốn để khí luôn tụ trong nhà, quý vị nên thiết kế bậc cửa có độ cao là 5 tấc. Và nếu trước cửa là con đường thẳng dài, phạm vào thương sát, để chặn những ảnh hưởng không tốt từ thế cục này, nên thiết kế bậc cửa cao 2 tấc 6 phân. Đương nhiên nếu như trước cửa không có bố cục sát khí, quý vị chỉ cần thiết kế bậc cửa cao 1 tấc 6 phân là được. Thì cái điều này không chỉ là liên quan đến phong thủy đâu mà nó liên quan đến công năng nữa quý vị. Và cái bậc cửa chúng ta cũng phải thiết kế thế nào để mà cái bước chân của chúng ta đi vào không bị vấp. Đôi khi một số căn nhà thấy là cái bậc cửa nếu người ta thiết kế nó quá cao thì rất dễ xảy ra hiện tượng vấp, và đặc biệt là nhà mà có trẻ em nữa, tụi nó rất là hiếu động, chạy ra chạy vào, hoặc là có người lớn tuổi, thì cái bậc cửa chính này nó cũng khá là quan trọng để mà chúng ta cần phải lưu tâm. Và nếu mà quý vị mà có tham khảo nhiều phong thủy cũng biết là liên quan bậc cửa chính thì đôi khi có nhiều người ta còn khuyên, ví dụ đi vào nhà chúng ta không nên dẫm lên cái bậc đó một chút xíu nào, thì nó cũng không tốt về mặt phong thủy, thì quý vị lưu ý nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến mục số 5 trong 10 lưu ý ngày hôm nay, đó là trước cửa chính không nên có cây khô. Ở trước cửa nhà, ngoài việc không bị cản bởi cây cối thì không nên có cây khô. Cho dù là một cây khô rất nhỏ cũng sẽ mang lại những ảnh hưởng không tốt, bởi vì bản thân cây khô mà âm khí rất nặng, nó sẽ ngăn cản dương khí lưu chuyển vào trong nhà, đặc biệt sẽ ảnh hưởng không tốt đến người lớn tuổi. Ngoài ra sẽ khiến cho hoàn cảnh gia đình lâm vào tình trạng phá sản dần dần, thì cái điều này là cực kỳ không tốt luôn. Và Nhật An cũng đã từng chia sẻ rất nhiều trong những video nhà của MAXHOME thiết kế. Đặc biệt quý vị để ý là nhà của MAXHOME lúc nào đa phần thiết kế phía trước đều sẽ có những cái tiểu sảnh mảng xanh, và trên hình bản vẽ 3D thì lúc nào tiểu sảnh này thì nó cũng xanh mướt, đúng không, luôn là cây cối hoa lá cũng rất là đẹp. Nhưng nếu thực tế mà gia chủ không chăm sóc ươm trồng những loại cây này mà dẫn đến tình trạng cái cây nó bị héo rũ, nó bị khô, nó bị héo úa như là trong phong thủy An vừa nói, thì nó hoàn toàn không tốt. Bởi vì đây là vị trí trước cửa nhà mà nó cũng gần với cửa chính nữa, cho nên nếu mà nó như vậy nó sẽ toát ra âm khí vô cùng xấu. Và đương nhiên tài mệnh hay là những cái điều tốt nó muốn đến với gia đình của mình mà nó trước khi vào cửa nhà mà nó gặp ngay những cái cây cối héo rũ trước nhà thì nó cũng không đi vào được. Do đó là tốt nhất nếu mà chúng ta không có cái tiểu sảnh thì thôi, không trồng cây thì thôi, mà có trồng thì luôn phải lưu ý quan tâm nó một chút xíu ha. Chúng ta chỉ cần bỏ một ít phút trong ngày thôi, hoặc trong tuần chúng ta để ý đến nó, trồng cho nó xanh mát một chút xíu thì nó vừa đẹp cho căn nhà, nó vừa mang đến sinh khí nè, nó mang đến cái không khí trong lành hơn cho ngôi nhà của mình, mà về phong thủy nó kéo đến nhiều tài lộc nữa thì quá có lợi, đúng không nào? Cho nên quý vị hãy lưu ý điều này nhé, tuyệt đối là trước cửa chính thì không nên có cây khô. Vậy Nhật An vừa chia sẻ xong cho quý vị về 5 điều lưu ý đầu tiên trong 10 điều liên quan đến cửa chính, liên quan phong thủy ngày hôm nay. Hy vọng đây là những thông tin bổ ích cho quý vị, và quý vị hãy đón xem là 5 điều còn lại như thế nào nhé. Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói nhà ở thì đừng ngại liên hệ ngay với MAXHOME và những số hotline đang chạy trên màn hình, hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ nhân viên MAXHOME sẽ liên hệ quý vị trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.